Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu nón len giữ ấm cho bé Với họa tiết móc là các cái mũi kép đơn như thế này Các cái hàng ngoài cùng thì có cái đường gân nổi lên ở đây Có trang trí thêm hai cái tay gấu Dưới góc nón thì mình có làm thêm hai cái sợi dây cột vào để cố định phần nón Dụng cụ gồm có len miêu cô tông Kim móc mình sử dụng kim móc 3.0mm Kéo cắt len và kim khâu len. Đầu tiên các bạn tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này các bạn móc lên cho mình 15 mũi móc xích. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 và 15. Sau khi móc được 15 mũi móc xích, các bạn tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó móc vào chân móc thứ 15 một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. làm tương tự cho các cái chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì sau khi móc đến cuối hàng ở chân móc cuối cùng các bạn móc thêm cho mình 6 mũi kép đơn nữa. Một, hai, ba, bốn. 5 và 6. Thì ở chân móc cuối cùng này mình sẽ được 7 mũi kép đơn ở cái chân móc cuối cùng này. Các bạn tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên. Móc vào cái chân móc kế bên này, móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự các cái chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì sau khi móc đến cuối hàng, các bạn tiếp tục móc lên cho mình hai mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các cái chân móc còn lại, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Các bạn móc cho đến cái chân sát cái chân mũi chậm ở đây, móc vào cái chân này. Đây là cái chân bảy mũi chậm. Các bạn móc vào cái chân móc kế bên này. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. ở cái chân móc đầu tiên của bảy mũi chậm phía dưới ở cái chân móc này đây là cái chân móc đầu tiên các bạn móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân chân móc kế tiếp là cái chân móc thứ hai của bảy mũi chậm này các bạn móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân tương tự cho các cái chân móc còn lại của cái mũi chậm bảy mũi phía dưới này của cái mũi chậm phía dưới các bạn móc cho mình tương tự như vậy mỗi chân móc móc hai mũi kép đơn và mỗi chân móc Móc hết cho mình 7 cái chân móc ở mũi chậm phía dưới. Mỗi chân móc các bạn móc vào cho mình 2 mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì ở đây mình đã móc được 7 lần 2 mũi kép đơn cùng một chân móc. Là 7 chân móc của 7 chân mũi chậm ở phía dưới tiếp tục các bạn móc vào cái chân kế bên này một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng một mũi kép đơn làm tương tự cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì sau khi móc các cái mũi kép đơn cho đến cuối hàng các bạn tiếp tục móc lên hai mũi móc xích Quay ngược đầu móc lại, móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân móc tiếp theo cũng móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự các cái chân móc còn lại cho đến cái chân móc sát cái chân mũi trộm ở phía dưới này, sát hai cái chân này. Đây là cái chân móc đầu tiên này, móc vào cái chân kế bên bên này, móc tương tự cho đến cái chân kế bên này mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi móc đến cái chân kế bên cái chân kế bên của cái chân mũi chậm phía dưới này thì cái chân mũi chậm phía dưới này đây là cái chân mũi chậm phía dưới đây là cái chân móc nằm chính giữa của hai cái chân mũi chậm này các bạn móc vào cái chân móc chính giữa này cho mình hai mũi kép đơn cùng chân như vậy là ta đã được hai chân móc cùng chân cùng với cái chân ở chính giữa của hai cái mũi chậm phía dưới như thế này tiếp tục móc vào chân kế bên một mũi kép đơn chân bên cạnh là cái chân nằm giữa của hai mũi chậm phía dưới như thế này hai mũi chậm này các bạn móc vào cái chân chính giữa cho mình móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân chân kế bên móc một mũi kép đơn Chân bên cạnh là cái chân nằm chính giữa hai cái chân móc cùng chân như thế này là cái chân chính giữa, móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân. Các bạn làm tương tự cho đến đầu phía bên này. Móc vào các cái chân móc này tương tự cái cụm móc này cho mình. Một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân. Hai mũi kép đơn cùng chân các bạn cũng móc vào cái chân móc ở chính giữa hai cái chân móc phía dưới. Móc cho đến cái chân mũi chậm thứ bảy ở đây móc xen kẽ một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân cho đến cái chân móc mũi chậm thứ bảy sau khi móc được 7 lần các cái cụm chân móc như thế này thì các bạn tiếp tục móc vào cái chân kế bên một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự các cái chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì sau khi móc đến cuối hàng các cái mũi kép đơn tiếp tục móc lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn các bạn cũng làm tương tự các cái chân móc còn lại cho đến cái chân mũi chậm bên này cho đến sát cái chân mũi chậm ở đây là cái chân móc này các bạn móc tương tự cho đến cái chân móc này cho mình mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi móc đến cái chân móc sát cái chân móc mũi chậm ở phía dưới, các bạn cũng tương tự móc cho mình vào cái chân móc nằm ở giữa của hai cái chân móc này, móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân, móc vào chân kế tiếp một mũi kép đơn, chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn, chân kế tiếp móc hai mũi kép đơn cùng chân vào cái chân nằm giữa của mũi chậm phía dưới này là cái chân móc này móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân như vậy là ta đã được một cụm bốn chân móc như thế này các cái chân móc còn lại các bạn cũng làm cho mình giống như cái cụm mình vừa móc cũng thêm mũi vào cái chân nằm ở giữa hai cái chân mũi chụm phía dưới này các cái hàng móc tiếp theo các bạn cũng làm tương tự cho mình cũng tăng mũi tương tự giống như các cái hàng móc mà mình vừa móc cũng tăng mũi ở cái mũi chính giữa của mũi chậm phía dưới này tăng lên cho mình 7 lần như vậy tăng 7 mũi ở mỗi hàng móc tăng vào cái chân nằm chính giữa hai chân mũi chậm này tăng vào chân chính giữa cho mình đây tăng ở cái chân nằm chính giữa này làm tương tự cho đến cái chân mũi chậm phía bên này sau đó cũng móc cho mình các cái hàng móc tương tự như vậy móc cho mình các cái hàng móc tương tự như cái hàng móc mà mình vừa móc ở đây mình đã tăng lên được hai hàng móc nữa cũng tăng mũi ở cái mũi nằm chính giữa hai mũi chậm phía dưới này đây tăng như thế này thì cái kích thước này đã vừa với cái phần sau đầu của bé thì bây giờ chúng ta tiến hành móc cái hàng móc tiếp theo và không tăng mũi nữa móc tiếp lên cho mình hai mũi móc xích sau đó quay ngược đầu móc lại móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại đến cuối hàng ở hai cái chân mũi chậm của cái hàng này các bạn không tăng mũi cho mình không tăng mũi mà móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn móc đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì ở hai cái chân mũi chậm ở phía dưới này các bạn cũng móc cho mình vào cái chân nằm giữa một mũi kép đơn sau đó móc vào chân kế tiếp một mũi kép đơn móc vào chân bên cạnh một mũi kép đơn. Như vậy là ở hàng móc này mình móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn và không tăng mũi nữa. Các bạn làm tương tự các cái chân móc còn lại cho mình. Mỗi chân móc móc bằng mũi kép đơn cho đến cuối hàng. Sau khi móc các cái mũi kép đơn cho đến cuối hàng thì cái phần đỉnh đầu nó đã cúp lại một phần như thế này cúp lại như thế này bây giờ các bạn tiến hành móc các cái hàng móc tiếp theo móc lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng một mũi kép đơn móc tương tự các cái chân móc còn lại cho mình cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau đó các bạn cũng móc cho mình thêm các cái hàng móc tương tự như hàng móc mà mình vừa móc móc cho đến khi cái chiều rộng này cái chiều này vừa ôm đến cái phần tay của bé vừa ôm hết cái phần tay của bé thì các bạn ngưng cũng móc cho mình giống như cái hàng móc mà mình vừa móc mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và cũng làm tương tự cho các cái hàng móc tiếp theo ở đây mình đã móc lên thêm được các cái hàng móc không thêm mũi như thế này thì cái nón mình đã tạo nên một cái độ sâu như thế này cái chiều này vừa đến cái phần tai của bé bây giờ các bạn sẽ tiến hành viền cho mình các cái đường gân ở ngoài móc lên hai mũi móc xích sau đó quay ngược đầu móc lại móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn Chân bên cạnh các bạn móc cho mình một mũi ngoặt ngoài ở đây và cái thân chân móc này các bạn đâm kim xuống phía dưới. Sau đó luồn kim và đâm kim lên phía trên. Luồn kim và đâm kim qua phía trên như thế này. Thì lúc này cái thân chân móc này sẽ nằm trên kim, các bạn tiếp tục lấy len và móc qua cái thân chân móc. Sau đó lấy len và móc qua hai chân móc trên kim. Tiếp tục lấy len và móc qua hết các cái chân móc trên kim. Như vậy là mình đã tạo được một mũi ngoặt ngoài như thế này các bạn tiếp tục móc vào cái chân kế bên móc vào đây cho mình một mũi kép đơn chân kế bên các bạn cũng móc cho mình một mũi ngoặt ngoài vào cái thân chân móc này cũng đâm kim xuống phía dưới sau đó móc và đâm kim lên phía trên như vậy là thân chân móc đã nằm ở trên kim như thế này các bạn tiếp tục lấy len đâm kim qua thân chân móc sau đó móc và kéo len qua hai chân móc trên kim tiếp tục lấy len và đâm kim qua hai chân móc còn lại như vậy là mình đã tạo thêm được một mũi ngoặt ngoài như thế này các bạn tiếp tục móc vào chân móc kế bên một mũi kép đơn chân bên cạnh các bạn móc vào cái thân chân móc này cho mình móc vào ra cho mình một mũi ngoặt ngoài làm xen kẽ như vậy cho mình cho đến đầu móc bên này làm tương tự cho mình chân kế bên là một mũi kép đơn và chân bên cạnh là một mũi ngoặt ngoài móc vào thân chân móc này Tương tự cho đến cuối hàng sau khi móc xen kẽ một mũi kép đơn và một mũi ngoặt ngoài cho đến cuối hàng thì ta được những cái phần g như thế này ở hai chân móc cuối cùng hai chân móc cuối cùng này các bạn móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn để lát nữa khi mà ta viền lại thì ta sẽ thấy được cái chân móc này rõ hơn tiếp tục lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại ở hai cái chân móc này hai cái chân móc đầu tiên này các bạn móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn và mỗi chân móc ở cái chân móc kế bên là cái chân mũi ngoặt ngoài của cái hàng phía trên các bạn tiến hành lấy len sau đó luồn ra sau cái hàng móc đâm kim qua cái chân móc mũi ngoặt ngoài ở phía trên thì lúc này cái thân chân móc mũi ngoặt ngoài này sẽ nằm ở trên kim các bạn tiến hành lấy len và kéo qua thân chân móc sau đó lấy len kéo qua hai chân móc trên kim và lấy len kéo qua hai chân móc còn lại trên kim. Như vậy là mình đã tạo được một mũi ngoặt trong như thế này. Các bạn tiếp tục móc vào chân móc kế bên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc cho mình một mũi ngoặt trong, cũng luồn từ phía sau của cái hang móc. Luồn từ phía sau như thế này luồn cho cái thân chân móc của cái hàng móc mặt ngoài ở phía trên luồn vào để cho cái chân móc này nó nằm ở phía trên kim như thế này sau đó móc và kéo len qua các cái chân móc trên kim như vậy là mình đã tạo được hai cái g ở phía sau như thế này các bạn tiếp tục móc vào chân móc kế bên một mũi kép đơn chân bên cạnh các bạn cũng làm cho mình một mũi ngoặt trong như thế này Các cái chân móc còn lại các bạn cũng làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng, cũng móc xen kẽ cho mình một mũi kép đơn, xen kẽ với một mũi ngoặt trong. Được luồn qua thân chân móc như thế này. Làm tương tự xen kẽ cho đến cuối hàng. Thì sau khi móc xen kẽ như thế này, các bạn tiếp tục móc lên hai mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại, thì ở đây ta đã tạo được hai hàng móc có cái phần g như thế này cái hàng móc tiếp theo các bạn cũng tạo cho mình một hàng móc có phần g tương tự như vậy cũng móc vào chân móc kế bên một mũi kép đơn chân kế bên các bạn móc cho mình một mũi ngoặt ngoài vào cái thân chân móc ở phía trên này vào cái thân chân móc này móc vào đây một mũi ngoặt ngoài làm tương tự xen kẽ cho mình giống như là cái hàng móc đầu tiên mà mình vừa tạo cái phần g cũng móc xen kẽ cho mình một mũi kép đơn xen kẽ với một mũi ngoặt ở ngoài thì cái phần g này đã tạo được một cái độ rộng nhất định các bạn tiếp tục móc xen kẽ tương tự cho mình cho đến cuối hàng móc xen kẽ một mũi kép đơn xen kẽ với một mũi ngoặt ngoài làm tương tự cho đến cuối hàng Sau khi móc đến cuối hàng ở hai chân móc cuối cùng, các bạn cũng móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn và mỗi chân móc. Giống như thế này. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Thì cái độ sâu của nón đã vừa đủ để che đến cái gương mặt của bé. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại, viền toàn bộ cái phần thân nón như thế này. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào cái chân móc đầu tiên này, móc vào cái chân móc này một mũi móc đơn ta sẽ tiến hành viền cái phần này trước sau đó mới viền cái phần thân trên này các bạn móc vào cái chân móc kế bên là cái chân móc mà mình móc cái mũi kép đơn này nè là cái chân này các bạn móc vào đây cho mình hai mũi móc đơn chân kế tiếp các bạn cũng móc cho mình hai mũi móc đơn chân bên cạnh cũng móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc Làm tương tự các cái chân móc còn lại, các bạn cũng móc vào cái chân móc như thế này. Các cái chân móc này móc vào cho mình mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho đến đầu dây phía bên này. Mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn vào mỗi chân móc. sau khi móc đến cuối hàng ở cái chân móc cuối cùng là cái chân móc này các bạn móc vào đây cho mình một mũi móc đơn sau đó móc lên một mũi móc xích và móc vào cái chân móc vừa móc một mũi móc đơn tiếp tục móc vào chân kế bên một mũi móc đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn làm tương tự các cái chân móc còn lại cho đến đầu phía bên này mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc Sau khi móc đến cuối hàng, các bạn móc tiếp vào cái chân móc này một mũi móc đơn. Lên một mũi móc xích, sau đó móc vào cái chân kế bên này là cái chân móc mũi đơn mà mình gây nên đầu tiên, móc vào đây cho mình một mũi dời. Sau đó lên một mũi móc xích, kéo và các len. Tiến hành giấu cái phần len thừa này vào trong cái mũi móc sau khi giấu lên vào trong cái mũi móc thì các bạn tạo cho mình hai sợi dây ở hai cái đầu góc bên này các bạn tạo cho mình một sợi dây như thế này ở hai đầu sau đó móc thêm cho mình cái tay gấu như thế này cái phần dây này các bạn buộc lại ở phía trước để cái nón nó không có bị tuột bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần tay các bạn tạo cho mình một vòng tròn sau đó móc và kéo len qua vòng tròn. Móc lên hai mũi móc xích. Móc vào vòng tròn vừa tạo 12 mũi kép đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12 Sau khi móc được 12 mũi kép đơn như thế này, dùng tay kéo sợi len ngắn để vòng tròn nhỏ lại. Tiếp đến móc vào cái chân móc kế bên này, móc vào đây một mũi dời. móc lên hai mũi móc xích sau đó móc vào chân móc vừa móc mũi dời hai mũi kép đơn cùng chân chân kế bên cũng móc hai mũi kép đơn cùng chân chân bên cạnh cũng móc hai mũi kép đơn cùng chân làm tương tự cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc Sau khi móc đến cuối hàng, các bạn móc tiếp vào cái chân móc bên cạnh này, móc vào đây một mũi dời. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Ở hàng móc này mình sẽ tiến hành móc các cái mũi nửa kép. Các bạn móc vào cái chân móc đầu tiên một mũi nửa kép. Chân kế bên là cái chân nằm chính giữa hai cái chân mũi chậm phía dưới này. Là cái chân móc này các bạn móc vào đây cho mình hai mũi nửa kép cùng chân. Tiếp tục chân kế bên một mũi nửa kép. Chân kế tiếp hai mũi nửa kép cùng chân. làm tương tự cho đến cuối hàng. Các bạn cứ làm xen kẽ một mũi nửa kép, xen kẽ hai mũi nửa kép cùng chân vào cái chân nằm ở giữa của hai mũi chậm phía dưới. Móc tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi móc các cái mũi nửa kép cho đến cuối hàng, các bạn cũng móc vào cái chân móc đầu tiên bên này, móc vào đây một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Các bạn cắt cho mình một đoạn len dài để mình dùng cái phần len này mình may vào trong cái phần nón. Các bạn gặp đôi cái phần thân nón lại, gặp đôi lại thì mình sẽ tiến hành may cái phần tay còn lại vào cái bên đối diện của phần tay bên kia. Sau khi may cái phần tay còn lại vào trong cái thân nón thì ta được một mẫu nón len giữ ấm cho bé xinh xắn như thế này. chúc các bạn thành công